Xin kính chào quý vị khán giả Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Minh Quang, hiện đang là trưởng khoa nội tổng hợp tại Viện Y Dược Học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay lên đài tôi xin chia sẻ một số cái bài thuốc về học cổ truyền có tác dụng trong điều trị phòng và chống viêm hô hấp cấp do COVID-19 gây ra. Theo y học cổ truyền, cái bệnh lý viêm hô hấp cấp do các virus nói chung hay là virus SARS-CoV thì nó nằm trong phạm vi và ngoại cảm và ôn bệnh. Thì chúng tôi có rất nhiều bài thuốc cổ phương đã được nghiên cứu và ứng dụng trong các bệnh lý này và hỗ trợ các điều trị các triệu chứng ví dụ như là sốt, đau nhức mình mẩy, ho, có đàm, mất khứu giác, vị giác vân vân. Thì những triệu chứng đó nó tương ứng với lại những triệu chứng nhiễm virus COVID-19 ở giai đoạn F0 không có triệu chứng hoặc triệu chứng từ mức độ nhẹ đến trung bình. Thì trên tinh thần đó, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả ba bài thuốc khá kinh điển. Đó là thứ nhất là bài nhân sâm bài độc, thứ hai là bài hóc hương chính khí, thứ ba là bài ngân kiều tán. Thì mỗi bài nó sẽ có một cái công dụng và chỉ định và nó có một cái kiêng kỵ nhất định. Thì qua chương trình này tôi mong muốn mang đến cho quý vị khán giả một cái kiến thức cơ bản để ít nhất mình phân biệt được là trong những trường hợp nào mình đã sử dụng và chọn những bài thuốc phù hợp. Bài nhân sâm bài độc nó sẽ có tác dụng là nâng cao sức đề kháng của mình và từ đó sẽ giúp cho chúng ta chống lại các yếu tố gây bệnh từ bên ngoài. Đó là ý nghĩa của cái từ nhân sâm bài độc. Thì thành phần chính của bài thuốc này tất nhiên nó là vị nhân sâm. Thì nhân sâm nó sẽ có tác dụng là bổ khí và nâng cao sức đề kháng. Nếu như không có nhân sâm, chúng ta có thể sử dụng phòng đản sâm. Thì nó cũng là một loại sâm cũng có tác dụng là nâng cao chính khí. Ở đây chúng ta sẽ có là những vị đản sâm. Thì đây, những cái đản sâm này cũng sử dụng phổ biến để mà tác dụng nâng cao chính khí. Ngoài ra, trong bài thuốc này còn có vị thuốc khương hoạt và độc hoạt. Tác dụng chính của nó là giải biểu và giải cảm, trừ đi các yếu tố phong hàn ở bên ngoài. Một vị thuốc nữa cũng đặc biệt đó là xuyên khung. Xuyên khung thì tác dụng chính của nó là hoạt huyết. Và khi đã phối hợp với khương hoạt độc hoạt này thì sẽ giúp cho chúng ta điều trị được các triệu chứng như là đau nhức mình mẩy, đau cơ mà chúng ta thường gặp trong các hội chứng nhiễm siêu vi thông thường. Như vậy chúng ta thấy tổng quát của bài nhân sâm bài độc này, chúng ta sẽ giải quyết được hầu hết những triệu chứng về viêm hô hấp cấp do ở giai đoạn mức độ nhẹ trung bình do virus nói chung gây ra hoặc là virus COVID-19 nói riêng. Là những triệu chứng gì? Chúng ta sẽ giải quyết được triệu chứng sốt, ho, đau cơ, đau nhức mình mẩy, cảm giác uể oải ở giai đoạn mà bệnh nhân chưa đi vào cái giai đoạn suy hô hấp. Đối với những bệnh nhân mà biểu hiện cảm ở bên ngoài kèm theo triệu chứng rối loạn tiêu hóa, ví dụ như buồn nôn, nôn nhiều, tiêu lỏng, thì những trường hợp đó mình sẽ chọn bài hóc hương chính khí. Tại sao? Thì bây giờ đi vào phân tích bài thuốc. Thì trong hóc hương chính khí, vị chính của nó tất nhiên phải là hóc hương. Đây là lá của cây hóc hương, thì có đặc biệt là mùi rất là thơm. Và chính cái thơm này, cái mùi của hóc hương nó sẽ tác dụng là phương hương hóa thấp, có nghĩa là trừ những cái đờm thấp ở trong cơ thể của mình. Về hậu phát và bán hạ, bạch linh là để trừ đờm thấp, là chủ yếu là những cái vùng tỳ vị liên quan đến các triệu chứng rối loạn tiêu hóa như là tiêu chảy vân vân. Và cáp cánh bạch trục thì giúp cho chúng ta là tiên phế hóa đàm, nó cũng giải quyết các triệu chứng về hô hấp. Và cái liều lượng dùng thì như thế nào? Thì thông thường đối với những người bệnh mà F0 mà chưa có triệu chứng thì các vị có thể là xách bài thuốc này uống khoảng một ngày trong một tuần để có tác dụng là phòng ngừa và nâng cao chính khí của mình. Còn đối với những người đã bắt đầu biểu hiện triệu chứng từ mức độ nhẹ đến trung bình thì mình nên uống liên tục mỗi ngày một thang và liên tục khoảng từ 4 đến 5 ngày. Sau đó mình xem đáp ứng cái triệu chứng của bài thuốc như thế nào và mình cân nhắc có dùng tiếp, hoặc là có thể gia giảm các vị thuốc phù hợp với triệu chứng để tăng hiệu quả của bài thuốc. Thì để làm được chuyện này, tất nhiên mấy anh chị phải cần có một cái chuyên gia về y học cổ truyền để mà tư vấn cho các anh chị để mà sử dụng bài thuốc một cách hiệu quả nhất. Đối với các bạn mà không có điều kiện sử dụng thuốc thang
thì chúng trên thị trường có rất nhiều loại thành phẩm được sản xuất sẵn, ví dụ như Viện Y Dược Học Dân Tộc Thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi đã sắc cái bài nhân sâm bại độc này thành cao và đóng chai, thì chúng ta có thể sử dụng ngày một chai. Một chai này nó sẽ tương đương với một thang thuốc, thì tùy theo cái mức độ và triệu chứng của người bệnh thì chúng ta có thể sử dụng những liều lượng khác nhau, thì theo cái hướng dẫn sử dụng ở trong này, thì đây cũng là một cái giải pháp để giúp cho người bệnh có thể sử dụng những cái thành phẩm y học cổ truyền một cách tiện lợi, và nó mang tính ứng dụng trong đời sống. Bài hấp hương chính khí của chúng ta cũng sẽ hỗ trợ giải quyết các triệu chứng của viêm hô hấp cấp ở giai đoạn nhẹ, trung bình và hoặc là F0 mà chưa có triệu chứng. Thì cả hấp hương chính khí và nhân sâm bài độc là đều là bài thuốc thiên về nhiệt. Do đó những bệnh nhân mà như hồi nãy tôi nói có biểu hiện về nhiệt chứng, sốt cao, táo bón, ho ra máu thì thận trọng khi dùng những bài này, và tốt nhất là nên có sự hướng dẫn của chuyên gia, đặc biệt là chuyên gia về y học cổ truyền. Đối với những bệnh nhân sốt cao hơn thì chúng ta sẽ có giải pháp nào? Thì mình sẽ có, lúc đó về học cổ truyền chúng tôi sẽ dùng một cái pháp trị mạnh hơn, người ta gọi là thanh nhiệt tả hỏa, hay còn gọi là kết hợp với lại giải độc ha, thì mình gọi là thanh nhiệt tả hỏa giải độc. Thì lúc đó chúng ta sẽ có cái bài thứ ba tôi giới thiệu ở đây là bài ngân kiều tán. Ngân kiều là tên của hai vị thuốc thanh nhiệt giải độc tiêu biểu của y học cổ truyền. Thứ nhất là kim ngân hoa, đây là vị thuốc kim ngân hoa, và đây là vị thuốc liên kiều. Thì đây là hai vị thuốc thanh nhiệt giải độc mà đã được nghiên cứu về dược lý của nó thì có tính kháng sinh và kháng khuẩn khá là cao. Thì trong y học cổ truyền chúng tôi thường ứng dụng hai vị thuốc này để mà điều trị các bệnh lý về đường hô hấp. Nếu như bài nhân sâm bài độc và hấp hương chính khí là thiên về nhiệt, thì chúng ta thấy bài ngân kiều tán thì tác dụng của nó là thiên về tính hàn nhiều hơn. Cho nên đối với những bệnh nhân mà cơ địa mà lạnh, tỳ vị hư hàn nhiều thì phải thận trọng khi dùng bài ngân kiều tán này. Khi mà phân tích qua ba bài thuốc, chúng ta thấy rằng mỗi bài thuốc nó có một cái chỉ định riêng và có một cái kiêng kỵ nhất định. Mỗi đối tượng, mỗi người bệnh, dù là cùng một giai đoạn bệnh nhưng mà biểu hiện triệu chứng có thể khác nhau. Nên để lựa chọn một bài thuốc đúng thì các anh chị cần phải có tư vấn của một chuyên gia về học cổ truyền để mà sử dụng cái bài thuốc đó mang một tính hiệu quả một cách cao nhất.